Ok, bây giờ mình vệ sinh rễ. Mình cắt hết tất cả các rễ con này. Cái công đoạn vệ sinh rễ này là cực nhất. Rễ dừa rất là mập luôn. Cây rất là khỏe. Cây khỏe là do mình trộn giá hởi á. Giá hởi tốt thì cây nó rất là khỏe. Công đoạn này cũng rất là quan trọng. Cắt thì cắt phần rễ con nhẹ tay. Nếu mà cắt mạnh quá thì vô cái rễ lớn á, vô rễ chính á, thì khi mình sơn vô, nước sơn nó thấm vô thì dẫn đến là ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Cho nên mình cắt cũng rất là cẩn thận. Khi mình cắt xong rồi á, thì sẽ lộ ra bộ rễ chính thì rất là đẹp. Xong rồi cả nhà đó, mình đã vệ sinh xong rồi. Đẹp không? Quá đẹp. Vệ sinh sạch sẽ. Giờ mình chờ cho cái gáo này nó sẽ khô đi, mình bắt đầu mình sơn. Cả nhà có ý kiến gì thì mình để lại bình luận. Mình sẽ làm clip trả lời những cái bình luận của cả nhà nha. Ok, cả nhà đón xem mình sơn. Sơn lên nó sẽ đẹp như thế nào.